Ngay bây giờ các bạn hãy nhìn lên tấm hình này đi, thấy gì đây không? Chứ mày đang kêu lũ anh chay. Cái này là tập mới của bộ phim Skibidi Toilet anh chay. Sao có thằng G-Man với thằng Titan Astro ở đây vậy? Nếu như mà tập mới thì vui biết mấy các bạn. Ngày hôm nay chào mừng các bạn đến với video What If Skibidi, có nghĩa là nếu như Skibidi Toilet nha các bạn nha. Thì ở trong đây có một tấm hình đó chính là nếu như cái con Titan Astro này giết chết thằng G-Man thì chuyện này sẽ như thế nào. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vô coi video luôn. Các bạn có đồng ý hay không? Đồng ý thì ngay bây giờ lại cho video này một nút like nha. Những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút để ngay phía dưới nha các bạn nha. Nhìn mặt G-Man nào, trời ơi, nhìn mặt có đang sợ thật sự luôn các bạn à. Ngay bây giờ thì chúng ta vô video thôi. Let's go baby. Trước khi bắt đầu video ngày hôm nay thì mình có một tấm fanart muốn cho các bạn coi nè, nhìn đi đẹp không? Wow, một tấm fanart được vẽ bằng bút chì. Mặc dù là không có tô màu nhưng anh Jay vẫn có thể chấm cho nó là 9.5. Biết lý do tại sao không? Tại vì một bạn fan đã nói một cái câu đó chính là gửi anh Jay đẹp dai, anh được lối chứ. Nhớ like và đăng ký kênh. Chứ thôi ăn mất đấy. Có nghĩa là nếu như các bạn không bấm nút like và đăng ký kênh thì các bạn sẽ được ăn mất nha các bạn nha. Ủa mất gì? Mất dầu phải không? Để mất dầu nó ghê lắm đó các bạn. No God please no. 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 Hay là mất cam nữa, nó cũng ghê nha các bạn nha. Nhưng mà có nhiều bạn thì thấy nó ngon sao đúng không? Thôi được rồi, mong là các bạn nhớ để lại cho video một nút like nha. Những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút like kênh phía dưới, đừng có chùa nha. Có chùa hoài nữa, năm nay là năm 2024 mày còn có chùa nữa. Nhưng mà nút like đi kênh nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu video. Nếu như G-Man giả tấn công Titan TV-Man trong tập thứ 71 nha các bạn nha. Ôi ghê, G-Man năm nay nó gan dữ ta. Rồi vô nào, let's go. Đến từ kênh là Boom Tool nha các bạn. Cái cảnh này quen quen, một con Skibidi bình thường bắn vô cái màn hình TV bị nứt, xong anh ấy lấy cái gắn lên vai. Ôi cảnh này là trong phim có nè, vẫn chưa có gì mới hết. Rồi mấy anh này sẽ tiêu diệt nó đúng không? Mày chạy đâu quá? Wait what? Nguyên một đám G-Man luôn các bạn. Những cái con này là những cái con G-Man giả nè các bạn ơi. G-Man bàn thờ ông địa nè, rồi G-Man bàn trang điểm nè, rồi G-Man bắn tên lửa như điên nè. Mày what? Và đây hình như, ê thằng này là thằng G-Man thiệt nè, nó dẫn theo mấy thằng giả tới. Trời ơi nó bắn, nó bắn quá trời tên lửa luôn bạn. Rồi sao đây? Trời ơi mình cũng chạy luôn các bạn ơi. Mấy anh ta tình thì đang bị nhập viện rồi. À không, ê mấy bạn biết chuyện gì xảy ra không? Nó bắn quá trời bắn luôn. Mà các bạn coi mấy anh Titan nè, mấy anh Titan ở đây mà tụi nó bắn ở dưới đây không. Mấy đứa này là tụi nó mắc bị lé cho mấy nha, mắt nó bị lé. Mấy anh Titan ở đây mà tụi nó bắn dưới đây mất hụt con. Mấy ông Titan đứng yên ngon chỗ đâu có đi đâu đâu các bạn, đâu cần phải né đâu nè. Thấy không, nó bắn ở đây, sao nó bắn ở đây nữa nè. Thiệt là quái trưởng. Bắn hộp không. Quýnh lộn nè mấy em ơi, quýnh lộn, quýnh lộn. Thằng này, à cái thằng bàn thờ trang điểm này, tao cho mày chết luôn. Ồ tách cái đầu ra các bạn ơi, dí theo bắn nó. Mày kịch bản cũ là con. Bên đây một thằng G-Man bắn tên lửa, bắn lên lửa, ừ, một cái đầu ra xử lý nó. Và thằng G-Man thiệt bên đây. Trời ghê chưa, ghê 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 chưa, ghê chưa, ghê chưa. Bị anh Titan G-Man ôm vô quýnh luôn. Titan Speakerman lấy giọng vô tường. Wow, Titan Cameraman thì đấm. Mày, for Blinger. Còn thằng này bàn thờ ông địa, chết đi mày. Ok, thằng bắn tên lửa này nhập viện luôn. Okay. Game là dễ. Vậy là thằng G-Man thiệt cũng đã chết rồi các bạn. Anh nói gì vậy trời? À, mày biết khúc là anh nói gì nha. Cái khúc này là anh Titan TV Man anh nói gì nè các bạn, để mình phiên dịch cho các bạn nghe nha. Game là dễ. Nếu như G-Man giết
thành công Astro Toilet trong tập 72 phần 1 nha các bạn. Wow, cái này hấp dẫn nha. Ok, cùng nhau coi thử nào. Ủa, G-Man thiệt hả bạn ơi? Nó cười cười láo láo bạn ơi, thằng Astro tới nè. Hello ông già. Ông có biết kết quả của chuyện phản bội đồng nghĩa, phản bội anh em nghĩa là gì không? Phải mày đồng loại chứ lộn. Không ai có thể trốn thoát khỏi công lý đâu, tên già. Mày nói ai già? Tao giờ biết hết rồi, lễ độ. Mày chết đi. Điệu cười nhếch mép, mày tiêu đời của Astro. À, chiêu này lõ lắm. Đây là cục năng lượng của ông, Kamehameha. Mấy người ơi, khiên của tay tình cameraman bắn mày lại nè con. Ai da, cái thằng quỷ này, đau quá vậy. Oh my god. Bình thường ở trong phim của anh Đao Phu là con Astro nó có thể đỡ được các bạn, nhưng mà trong phim này nó không đỡ được và nó sẽ vô bệnh viện luôn. Và bây giờ thì thằng Astro hình như nó sẽ nhắm vào chúng ta các bạn à. Ai vô bro. Trước khi mà nó bắn chúng ta, nó còn làm cái hành động. Nè các bạn coi nè, trước khi nó bắn chúng ta, các bạn nhìn nha, cái lông mày của nó nha. Nhìn nè, nhìn nè. Nó làm gì đó bạn? What the hell? Ê vô mày, what? Rồi chúng ta hy sinh và nó đã bay đi rồi các bạn ơi. Chúng ta đang nhìn qua một cái camera. Và đây là quân đoàn liên minh đang dưới đây. Ủa sao nó tới đây lẹ vậy? Ai vô? Có qua màn hình rồi, bây giờ thì chúng ta đã bị bắn rồi các bạn à. Rồi xong. Hồi nãy có cái máy là bắn tên lửa, bắn như thằng G-Man làm vậy nè. Ghê vậy sao? Mày bắn ghê vậy sao? Sao nó bắn lại nhập viện luôn. Cứu với các tài tình, cứu tôi. Rồi đi nha, mấy tên tình tới cứu mày được. Rồi máy tính bản hơn rồi các bạn ơi. Rồi anh bác sĩ này đang chạy các bạn. Anh bác sĩ ơi, đừng chạy nữa, núp đi, đừng có chạy. Rồi chạy làm gì, em nói mà. Ôi, thằng này là thằng Skibidi đéo mắt kiến. Cái thằng mà được thằng G-Man nó thích đó các bạn. Chết anh này luôn rồi. Trời ơi, máy bay cũng nổ. Bây giờ tới lượt mình quá. Ê, vô, nó không thấy mình đâu. Yeah, let's go, mình thoát rồi các bạn ơi. Nó không thấy mình. Ngon, mình đứng đây mình quay phim lại mát một lát nữa để đưa cho các ta tình coi các bạn à. Ok, hên quá, chúng ta chưa bị phát hiện các bạn, mà chúng ta vẫn còn sống nha các bạn nha. Chỉ là lửa xung quanh chúng ta khá là nhiều thôi. Tiếp tục. Nếu như quân đoàn cameraman chặn đường rút lui của G-Man, có nghĩa là hồi nãy là chúng ta đã báo cáo cho thông tin cho anh em biết rồi đó. Bây giờ là anh em chúng ta sẽ tới đây ngăn cản thằng G-Man lại nha các bạn nha. Ồ, hợp lý. Vô, let's go. Nè, chúng ta đang tới nè bạn. Mày láo hả? Bỏ chạy hả mày? Lấy súng bắn của mày nè. Mày đi đâu? Wow, có bộ anh cameraman sử dụng một cái đồ hút bồn cầu mà có cái xe các bạn hút vô cái ném đi luôn. Giống như quăng rác vậy đó các bạn à. Ok, tiếp tục nào. Đi theo anh đúng không? Ok, em sẽ đi theo anh. Thằng G-Man đâu ra đây? Súng này mới chế hơi bị xịn đó nha. Thôi, ai đứa nào quăng cái toilet ghê vậy trời. Ui, cái đồ vô bồn cầu kia nó có gai luôn kìa. Ây da, ai bắn ơi? À, thì cái là mày còn cười nữa hả? Đỡ lại. Wow, cái khiên mình xịn như vậy. Mày tiêu rồi con, tao còn sống nè. Mày ở bưởi. Trả não đi. Rồi cái anh kia lên đường rồi các bạn. Con này thành Skibidi lòi xương luôn mày. Bây giờ chúng ta đi tiếp nha. Không biết chúng ta ở trên cái gì nữa, như xin xe tăng hay gì. Ê, trời ơi. Rồi bắn hư súng luôn. Giờ sao đây? Thôi chạy lẹ. Nhảy ra nữa, nhảy ra ngoài. Ồ, cái găng tay của này đẹp dữ không? Ồ, và nó ở bên đây nè, nó chưa thấy chúng ta đang ở đâu các bạn. Ở trên này thấy rồi bạn ơi. Ê, vô. Sao cái câu gì mình nói nó cũng phản tác dụng vậy? Mình kêu là nó chưa thấy chúng ta đang ở đâu thì nó thấy liền. Wait, what? Ai cứu vậy? Ê, một anh cameraman thám hiểm. À, đúng. À, anh này là thám tử cameraman. Các bạn có nhớ không? Ảnh ở trong căn cứ, bây giờ ảnh tới đây rồi nè. Ok. Nhìn cái ông nội Speakerman này ngứa cái con mắt được cái chứ. Người ta đã quýnh xong rồi. Là bây giờ đâu có gì nữa đâu. Các bạn coi cái ông nội Speakerman nè. Đầu tiên ông đứng ông nhảy các bạn. Sau đó ông đi từ từ như khùng vậy. Bữa vừa đi vừa nhảy nữa.
Nhảy hoài, nhảy hoài. Trời ơi, ông nổi ông nhảy hoài luôn bạn. Wait, what? Ê, ông nhảy nè. Nhảy hoài. Ồ, trời ơi, súng bự vậy. Và ở đây có nguyên một cái màn hình luôn các bạn ơi. Coi phim, coi phim. À, coi phim thằng G-Man đang nói chuyện với đồng đội của nó nè. Ê, vô vô, được coi phim từ xa rồi. Hình như là coi lại cái phim hồi nãy á. Cái phim mà thằng Astro bị giết chết á. Phải không? Ông nghĩ là ông đẹp trai lắm sao hả G-Man? Tất nhiên là tao phải đẹp trai hơn mày rồi thằng Astro. Còn lâu, tôi là hoàng tử của độ sắc đẹp. Nghĩ sao vậy? Hoàng tử thì nhận cái này đi. Đây là những đóa hoa hồng dành cho hoàng tử đây thằng quỷ. Chết đi mày. À, cảm ơn nha. Hoa hồng tôi nhận vào bàn tay của tôi. Tặng ông lại nè, tặng ông lại một đóa hoa hồng màu đen. À, bình thường tao không nhận đâu mày, nhận lại cái này đi. Ây da, 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 chết luôn rồi. Bây giờ tới lượt mày, thằng khán giả không được mời. Ây vô bro. Và hắn ta đã bỏ chạy các bạn à. Cày thì cái chứ. Ê, cái này quen vậy. Là chúng ta coi một cái màn hình thông qua một người coi một cái màn hình các bạn. Wow. Nhức nhức cái đầu quá nghe. Và lúc này Jimmy nó cho chúng ta lên đường nè. Ghê vậy sao? Mày bắn ghê vậy sao? Tao cho tụi mày biết thế nào lễ độ sức mạnh của G-Man đây. Ây da. Ê mà như cái này lần này người ta đã làm lại màu sắc nhìn cho nó đẹp hơn rồi đó các bạn ơi. Hồi nãy màu là nó hơi xấu nè, màu này bây giờ nó hơi cam cam nè, đẹp đẹp mà ghê ghê nè. Anh này bị quất một cái vô bệnh viện luôn. Xong con này nó lại đi qua bên kia nó xử. Cái con này được thằng G-Man nó yêu thích lắm nè các bạn. Anh cameraman cỡ lớn bị chia làm đôi. Anh bác sĩ bị bắn chia làm đôi luôn. Chỉ có chúng ta là còn sống nè các bạn. Khúc này thằng G-Man nó phá nát cái chỗ này luôn. Nhưng mà cũng hơi nó chưa bắn tới chỗ của chúng ta nên chúng ta còn sống. Và quay lên trên thấy thằng G-Man nó bỏ chạy các bạn à. Nhưng mà không biết là mình có bị lửa đốt chết không nữa. Mình thấy lửa xung quanh chúng ta quá trời luôn nè. Mình nghĩ là chúng ta cũng bị lửa đốt chết rồi đó. Tiếp theo, nếu như Titan Astro Toilet giết chết G-Man trong tập 72 phần 2. Cái này mới là quan trọng từ nãy giờ các bạn đang chờ đợi nè. Cùng nhau vô coi nha. Mà trước khi vô nhớ bấm nút like đừng coi chùa nghe mấy cha. Coi chùa hoài. Rồi vô 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 vô. Vô để coi G-Man chết như thế nào nha các bạn nha. Mẹ cười cười đâu dữ ta. Mày cười hả mày. Và tao đã đến rồi đây. Tao chính là anh hai của nó. Mày ăn hiếp nó hả? Mày hiếp em tao hả mày? Ủa vậy? Ủa này là Astro mà. Lòng tiếng bị sai. Tại nhớ coi. Lần đầu tiên coi với các bạn luôn á. Thôi kệ không sao, mình lòng tới gì cũng được. À mày là anh hai của thằng Astro à. Của thằng Zippo đúng không? Tao bắn mày nè Astro. Chưởng mày lại nè con. Khóc chưa G-Man? Ây dài. Mày đặt bực áo giáp sao? Trời ơi, thằng này nó bắn nữa. Mày bắn hoài vậy. Trời đất ơi là trời. Mày thua chưa? Mày, lễ tao biểu. Tao sẽ cho mày biết thế nào là nha sĩ khám răng. Ây da, ủa, mày bắn nữa hả? Lì được cái chứ. Ủa, dưới bộ nè. Mày dám bắn anh tao, tao cho mày chết. Tao cho mày chết, mày dám bắn anh tao hả? Ây da, trời. Thằng dưới ô này ngáo thì cái chứ. Đi vô nó bắn rồi đi qua bị chim bắn cái đùng cái bay luôn. Bữa. Ủa giờ ai bắn gì vô vậy? Ê. À lại là thằng Astro các bạn. Astro này lì thì cái chứ. Ủa giờ con tên Astro đâu? Chết rồi, thằng Astro này bị bắn các bạn ơi. Nó đang ăn một đống tia laser vô người luôn các bạn. Titan Astro đâu tới lẹ lên. Ê hình như nó tới kìa, hình như nó tới kìa. Thằng chim này bị bắn một viên nó nằm luôn các bạn. Xin chào mày nha G-Man. Tao chính là Titan Astro Toilet đây. Ê mà các bạn nhìn thấy không? Trong cái khung hình này hiện tại đang có tới 3 con Astro. Một con là UFO, một con là Astro Toilet. Vậy thì con này chắc chắn phải gọi nó là Titan Astro là đúng rồi các bạn ơi. Wait a minute. Nãy giờ mày ăn hiếp hai thằng em tao đúng không? Dạ em đâu có ăn hiếp ai đâu. Thôi mày đừng nói nhiều. Bây giờ thì mày phải tận hưởng cái này đi. Tấm khiên năng lượng. Ba thằng khối ra làm gì? Tụi bay đi ra chỗ khác đừng có nhiều chuyện nữa. Tụi tao không nhiều chuyện đâu. Tụi tao tới đây lụm một lần bốn mạng luôn. Let's go man. Quá hay. Ủa?
cái cảnh này quen quen vậy? Ủa sao cảnh này quen quen á ta? Cảnh này như mới coi phải không các bạn? Ê vô bro, cảnh này như mới coi nãy luôn á. À cái đó giống như là nó đang ở bên một cái chiến tuyến khác rồi, chúng ta đang ở bên một cái chiến tuyến khác rồi đó các bạn. Ồ, vậy là khung thời gian nó cũng hay nha. Ok bây giờ chúng ta quay qua, chúng ta sẽ đỡ đạn của thằng này nó bắn vô nè. thuộc phim luôn. Oh my god. Wow. Mày láo với ai hả con? Vô bệnh viện đi, trở thành một đống xương đi mày. Lâu lắm rồi mới thấy một con Skibidi nó lồi xương các bạn à. Giờ qua bên đây chúng ta sẽ bị bắn nổ cái xe này luôn. Xe tăng này ăn được, chặn được tên lửa nhưng mà không chặn được tia laser các bạn à. Và sau đó chúng ta sẽ đi qua đây. Hên là được có một mấy cái máy bay trực thăng nó tới nó cứu nè các bạn. Các bạn nhìn kỹ lên trên đây nè. Nè thấy gì không? Ở trên cái góc này có một cái máy bay trực thăng nó đang tới nó cứu chúng ta nè. Ở trong đó sẽ có anh cameraman thám tử nha các bạn nha. Ghê 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 ghê. Rồi nó quay qua nó kiếm mình. Tao dưới đây nè, kiếm đi. Mày không quýnh được tao đâu. Anh em nó tới rồi con. Let's go baby. Ông nội kiếm nhưng còn múa nè các bạn. Cái khúc này á đáng ý là phải ghép cái bài này nó mới đúng nè. Nè nè nè, cái mình ghép thử các bạn nghe có hợp không nha các bạn nha. Rồi vô. Wait what? Everybody want to rule the world. Mặc kệ anh em đánh nhau, chúng ta vẫn cứ nhảy như điên. Điên thì cái chứ, ông nội nó khùng thì cái chứ. Ai đứng nó vô coi lại nữa nha. Ồ ok rồi, rồi tới đây là hết rồi, các bạn không có coi lại nữa nha. Vì là ngày hôm nay mình với các bạn vừa mới xem xong bộ phim Skibidi Toilet What If, có nghĩa là nếu như chuyện gì đó xảy ra nha các bạn nha. Các bạn thấy có hay không? Hay thì cho video này một nút like nha. Những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai. Còn bây giờ thì mình bye bye.